Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho anh em tham gia chương trình góp Digimon Swap để tham gia giá hôm nay. Mình click phần link mô tả dưới video của mình mở tới ra mốt start chatbot nào bạn. Rồi các bạn lướt cấp trang nha các bạn. 2V 2V U6 mình sẽ nhận được 10 tóc cần. Wow, tỏ cần nữa bạn. Wow. Rồi bấm continue, có khoảng 10 đô cho giá hôm nay. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn chọn kênh group kênh seller nè các bạn. Chọn chào một kênh. Các bạn chọn chào tất cả kênh. Tiếp tục thì các bạn follow kênh seller nữa nè. Rồi bắt up đó nè. Tiếp tục thì các bạn follow minimum. Tiếp tục thì tại Twitter các bạn like và retweet tăng 5 người bạn vào nữa các bạn. Tại Twitter thì các bạn theo dõi nè, quan like nè các bạn. Like. Tại Twitter like nè, chích dẫn như tại Twitter nè. Các bạn tăng những người bạn nào thì các bạn thường thì tăng những bạn đó nha các bạn. Các bạn test lại, các bạn gõ a cộng là nó hiện ra những tên người bạn các bạn. Rồi tiếp tục các bạn mới đáp lên nè. Tiếp tục các bạn follow minimum các bạn. Thì medium này các bạn nào follow không được thì qua đấy phần link mô tả cái medium cho các bạn vào follow nữa các bạn. Các bạn vào follow nè, các bạn nhấp vào mục này thì sẽ hiện ra trang cá nhân của tất cả các bạn. Rồi bấm vào trang cá nhân các bạn thì nó hiện ra được dòng thời gian của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi bạn mới đáp lên nè. Rồi tiếp tục thì các bạn cho tiếp kênh seller nữa nè. Đây cái này mình follow rồi mình bắt đáp lại. Tiếp tục thì tờ Twitter thì bạn follow like và tweet post nè. Này hai kênh tờ Twitter đó. Bạn like và tweet và viết của nó nè các bạn. Nhận 10 token nè. Rồi bạn test lại nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bắt đáp lại. Các bạn bấm vào một submit detail nè. Các bạn bấm done nè. Tiếp tục thì like tờ Twitter nào quẹo rồi. Tiếp tục thêm gửi lại đường link tờ Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn vào trang cá nhân của mình, các bạn vào trang cá nhân của mình bấm có ba chữ vạch trên đầu đó các bạn. Các bạn bấm vào chia, các bạn sao chép liên kết trang cá nhân của tờ Twitter của mình nha các bạn. Thì mình gửi nữa các bạn. Tiếp tục thì subscribe medium username thì medium username thì các bạn nhấp vào cái mục đen đen đó thì hiện ra cái username của tất cả các bạn nha các bạn. Đây thì các bạn đã chuẩn bị sẵn hết trơn cho nó mau các bạn. Các bạn có thể copy đường link đó nè. Các bạn gửi cho bot nè. Các bạn bỏ tự vô gạch này các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè bạn. Tiếp tục bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain PS20 Wallet nha bạn. Chương trình này góp này nó sẽ phối vào ngày 10 vào tháng 4 nha các bạn. Chương trình này góp này vào kết thúc vào ngày 30 tháng 3. Nó sẽ phối trong vòng tháng 4 đó các bạn. Rồi bạn copy đi trên này nè. Bạn sao chép lên. Rồi bạn dán vào đây, bạn gửi cho bot. Tiếp tục bạn nó có son cái này không bạn nhập vào bấm đáp lại. Bấm done. Bấm set. Rồi bấm set test. Ok, mình đã nhận được 10 tập cần. Wow. Các bạn chỉ play link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tập cần nha. Các bạn vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ nhé.